mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Miss World 2023 chính thức công bố thời gian tổ chức thi. Pha sắc đẹp lo lắng cho Hoa hậu Mai Phương. Miss World là một trong những tổ chức hoa hậu lớn nhất nhì hành tinh với tuổi đời cao. Sau nhiều năm, độ uy tín và niềm yêu thích của fan sắc đẹp dành cho Miss World là rất lớn. Các tiêu chí về tuyển chọn người đăng quang cũng khá khắt khe. Mới đây, trang chủ Miss World đã có hé lộ chính thức về thời gian tổ chức Hoa hậu Thế giới lần thứ 71. Theo đó, cuộc thi dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5 2023. Địa điểm cụ thể chưa được công bố. Người kế nhiệm sẽ được đương kim Miss World Karolina Bielowska trao lại vương miện. Đại diện Việt Nam chinh chiến đấu trường này là Mai Phương, người đăng quang Miss World Việt Nam 2022. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nàng hậu vướng không ít lùm xùm về việc định hướng sai về hình ảnh của một nàng hậu. Netizen lo lắng cách ba tổ chức đang ngầm chấm điểm thông qua các nền tảng mạng xã hội ngay cả khi thí sinh chưa bước vào khuôn khổ chính thức. Cụ thể, người đẹp sinh năm 1998 đã có màn quẩy cực sung trong một đại nhạc hội chào đón năm mới 2023. Fan sắc đẹp cho rằng người đẹp đang làm xấu đi hình tượng của một hoa hậu, nhất là người đại diện cho phụ nữ Việt. Đồng thời, nhiều netizen đánh giá cô đang phát triển theo hướng TikToker khi liên tục uốn éo, nhảy múa trên không gian ảo TikTok. Đáp trả ồn ào này, cô cho biết, nhún nhảy không có nghĩa mình là người xấu. Mình khiến mọi người vui, bung xõa không có nghĩa mình sẽ lơ là công việc. Tôi là người rất rõ ràng trong việc chơi và làm. Quan trọng nhất, tôi muốn nhấn mạnh, Mai Phương luôn là chính mình. Tôi nghĩ mọi người hãy nhìn nhận vấn đề một cách đúng đắn, tích cực nhất. Tuy nhiên, những phát ngôn của Mai Phương vẫn không thuyết phục được phần lớn khán giả. Trong thời gian còn lại trước khi chinh chiến tại Miss World lần thứ 71, Fan Beauty cho rằng cô cần có cái nhìn nhận nghiêm túc về việc xây dựng thương hiệu một hoa hậu đẹp về nhiều mặt. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.